như nhiều năm mình làm đi, cái công sở đấy là tiếp nối cái hội bác sĩ kia. Ví dụ đến một trường hợp một cái cán bộ A rồi đó, mà bỏ số tiền ra 5 triệu hay 10 triệu hàng từ đây trả cho hai đứa con của họ qua đây sống, số tiền trong vai Scotiabank là 10.000 đồng. Trường hợp nếu mà chính phủ Canada mà bị tách được cái người đó thì có cái biện pháp là cái áp lực nào để ngăn cản cái chuyện đó? Bởi vì cái chuyện này anh nghĩ là cán bộ thì không có thể classify không biết cái chuyện gì sao mà giống như là khủng bố được. Cảm ơn anh đã nêu lên cái vấn đề đó và cảm ơn anh kia nữa. Cái này tôi tính để sau đó cũng nói. Nhưng mà khi là nói như vậy rồi thì mình như vậy là mình qua cái đạo luật mà Canada đã thông qua là đạo luật Magnitsky. Cộng sản Việt Nam những người mà có chức phận ở trong nước tham nhũng rồi vi phạm nhân quyền vân vân và vân vân và vân vân mà muốn qua bên Canada thì đương nhiên là họ nằm trong cái Magnitsky Bill, là anh đã vi phạm nhân quyền, anh tham nhũng và đủ thứ gì năm. Làm sao Canada biết? Ông chính phủ Canada bây giờ nói chính phủ Trudeau có biết tướng Nguyễn Kim Ngân hay là cái gì đó ở vùng nào đó ở Việt Nam rồi ăn hối lộ đánh đập dân chúng rồi đủ thứ gì. Canada có biết? Không biết. Làm sao Canada biết được? Ai biết? Nhân viên Việt Nam biết, chúng ta biết. Bây giờ nhân viên Việt Nam biết, chúng ta làm cái gì? Phone. Một chuyện. Mà muốn cho một chính phủ mà chế tài đó, đâu phải cái cú phone làm được đâu. Như thế này nha, tôi khi mà ra cái vụ cái biện pháp chế tài đó, nhiều người đã gửi lên cho tôi rất nhiều hồ sơ. Này, hồ sơ 1, hồ sơ 2, hồ sơ 3, nhiều hồ sơ, rất nhiều hồ sơ. Đây, có một cọc như thế này. Cọc như thế này nè, hồ sơ như thế này nè. Đó, tôi cho coi đây là một sơ như thế này. Bên đây nè, có hình ảnh đồ đàng hoàng, nó tốt lắm. Nhưng mà Vũ Văn Lầu này thì khá, hồ sơ khá đông, khá đầy đủ, ví dụ vậy. Phạm Văn Ngân này cũng khá dày. Nhưng mà tất cả những hồ sơ khác mà một số bây giờ tôi xin khỏi vô tên ai gửi ha, mình giữ cái đó, nhưng mà mọi món được gửi lên như vậy cho tôi để tôi nạp cho chính phủ để tôi gửi thơ đến những cái chỗ mà đương nhiên mình chính để chính phủ cứu xét vân vân mà mình gửi như vậy mà mình gửi không đầy đủ. Cái hồ sơ này tôi thấy khá đầy đủ. Có tiếng Việt rồi thông dịch rồi có hình ảnh rồi có những cái đó, có hình ảnh ví dụ như vậy nè, ông tên này ông tướng này vậy nè, ông làm gì thì có thể nó ok, có thể trúng đó. Nhưng mà những cái hồ sơ khác mình làm nhiều người đưa, mỗi người đều đưa một hồ sơ có chúng ta làm, nhưng mà chúng ta phải làm đầy đủ đưa lên đúng. Chính phủ Canada nó không biết mình phải làm. Rồi mình làm rồi gửi lên bây giờ đồng bào có thể không biết chỗ gửi thì nhờ tôi gửi để tôi gửi cho chính phủ thì tôi sẽ gửi cho chính phủ nhé. Nhưng mà cái này làm gì thì chúng tôi phải coi lại, tôi coi ok có đúng không, coi thật có đầy đủ hay không rồi tôi sẽ liên lạc với người đó, tôi ok thêm cái này thêm cái nọ rồi gửi lên cho tôi, hoặc là tôi thấy đủ rồi thôi thì tôi gửi đủ rất nhiều. Cũng anh em cũng có làm cho cũng vụ Trần Đại Quang bây giờ chết rồi, có Trần Đại Quang đấy cũng chết rồi. Rồi
anh em cũng la lộn xộn về cái vụ dỗ tiến cử, dỗ tiến cử cũng có hồ sơ chứ không có đâu. Hồ sơ của dỗ tiến cử tôi thấy cũng khá đầy đủ. Đó, có tiếng Việt rồi dịch ra rồi đủ thứ hết. Ở đằng sau cũng có cờ mình nữa chứ. Không nói, không có cờ mình sao đâu. Đại khái, những cái hồ sơ như thế này đó, gửi lên cho tôi thì tôi công nhận có một số người gửi làm việc rất là công phu, có những chi tiết, rồi có một số người thì chỉ cho đại khái như là rất là quá sơ sài, ví dụ như những cái chi tiết nó không có nhiều, đi không đủ, thành ra những cái hồ sơ đó mà người gửi lên thì chính phủ không có coi. Tại đây những tôi sau khi gửi cho tôi rồi, chúng tôi sẽ nhận cái hồ sơ đó, chúng tôi sẽ nói ok, tôi sẽ cố xét coi cái hồ sơ nào được, chúng tôi sẽ gửi cho chính phủ. Có đồng bào có làm chứ, mà bây giờ những cái chuyện đó của ai, những cái chuyện đó là chuyện của mình mà mình không làm nữa thì ai làm? Thành ra đây là một cái mà chúng ta nhận thấy, đây là cái công việc mà cộng đồng phải làm, chúng ta hợp tác với nhau, đoàn kết với nhau mà làm. Tôi nghĩ rằng Liên Hội đã có một người phối trí viên trên cái vấn đề đó rồi. Mà nếu mà Liên Hội có rồi thì nghĩa là nếu mà các vị đã làm là hợp tác với nhau làm thì giờ một, bây giờ ở trong này chúng ta có hơn 30 người. Bây giờ tôi xin đề nghị mỗi một người chọn một người ở trong nước đấy. Chọn nào mà dữ dằn nghĩa là đánh đập rồi nghĩa là đủ thứ hết, mình biết rồi mình chú trọng một người đó, làm một cái hồ sơ của một người đó trong vòng 6 tháng làm được không? Dự sản tôi nghĩ bây giờ mỗi một người làm một hồ sơ mà chúng ta có 30 người, chúng ta có 30 hồ sơ mà chúng ta cho 6 tháng để làm. Khi mà chúng ta lên gửi lên một cái hồ sơ đầy đủ như vậy, có chứng cứ như vậy, có hình ảnh như vậy, chính phủ Canada sẽ cứu xét. Từ khi mà họ cứu xét rồi, cái tên của ông này đã nằm trong cái hồ sơ của nó rồi thì không có thể nào mà đi qua Canada được. Anh thấy không? Hoặc là như anh Kiên nói như nãy, có thể đổi tên, đổi họ rồi đi qua. Chứ còn là nếu mà giữ đúng tên, đúng tuổi thì làm sao đi qua được. Nếu mà chúng ta làm cái hồ sơ này rồi chúng ta gửi tới chính phủ sẽ điều tra được. Đó là cái chuyện của chúng ta phải làm. Mà tôi nhận hồ sơ rất nhiều. Đó, tôi đưa cho bà con các bác cái gì coi đó. Thì đây là hồ sơ tôi nhận được của anh em chúng ta, đồng bào chúng ta đây, kể cả bên Mỹ. Họ gửi qua cho tôi. Thật ra bây giờ tôi sẽ coi cái hồ sơ nào được, hồ sơ nào khá, rồi bây giờ tôi sẽ liên lạc với tôi nói ok, được cái này. Anh thêm cái này, anh thêm cái này, đại khái đó, mình cho họ ý kiến để họ làm theo đúng cái thủ tục để chúng ta gửi cho Canada, chúng ta lên Canada sẽ cứu xe. Mà nếu mà chúng ta không làm, Canada làm sao nó biết? Canada có biết rằng đại quan là ai không? Vũ Văn Lầu, tướng Vũ Văn Lầu, đại tá Vũ Văn Lầu, công an ở Gia Lai, làm sao nó biết? Nói không? Chỉ có chúng ta biết, chúng ta mới nói, à, tên ông này, ngày sinh tháng lẻ, sinh tháng lẻ ở đâu, là ông làm cái gì? Đó là mới cho hồ sơ, mới cho chi tiết này cho đoàn đại khái gì rồi đó, chúng ta mới gửi lên chính phủ cứu xét là đúng rồi, có ông này có thiện sẽ cho người cứu xét nhé, sẽ cho người đi coi nhé, lên encyclopedia hay là lời Việt Nam, vô Việt Nam thì chính nó có tòa đại sứ xuống chỗ Gia Lai chỗ gì đó, trong năm này em này là phó giám đốc của tỉnh Vĩnh Long. Rồi ngày sinh tháng đẻ có, tên tuổi có, rồi hồ sơ có, cái này có, đầy dày như thế nó phải có hả?